Xin chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên của trường tiểu học Hà Huy Giáp. Hôm nay cô sẽ dạy các em một tiết toán trong bộ sách Chân trời sáng tạo toán lớp 2 tập 1. Trước khi vào bài mới, cô sẽ ôn lại bài cũ. Bài cũ của cô có một bài tính nhẩm, có hai phép tính đó là 14 trừ 6 và 16 trừ 7. Bây giờ các em thực hiện bài toán này vào bảng con cho cô nhé. Rồi, tiếng nhạc kết thúc. Các em xong chưa? Nếu em nào đã thuộc bảng trừ rồi thì hai bài toán này các em làm rất là dễ dàng. Còn sau đây cô sẽ hướng dẫn cách để những em nào mà không thuộc bảng trừ được. Bây giờ đối với phép tính 14 trừ 6 thì 6 ta tách thành hai phần, đó là 4 và 2, ta lấy 14 trừ 4 bằng 10, sau đó lấy 10 trừ 2 bằng 8. Vậy thì 14 trừ 6 sẽ bằng 8. 16 trừ 7, ta tách 7 thành hai phần, đó là 6 và 1. Ta lấy 16 trừ 6 bằng 10. Sau đó lấy 10 trừ 1 bằng 9. Như vậy 16 trừ 7 bằng 9. Đây là cách trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Đây là kiến thức cơ bản trong hai tiết của bài bảng trừ. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào học bài bảng trừ ở tiết 3. Các em mở sách toán lớp 2 trang 69-70. Chúng ta tiếp tục luyện tập bài số 5. Bài 5 này yêu cầu các em điền số vào những thay thế dấu chấm hỏi ở trong phần ô màu trắng và ô màu xanh. Bây giờ các em nhìn cho cô hướng dẫn mẫu. Muốn tính được những số như thế này thì ta lấy hai số dưới là 6, ta cộng với 3 bằng 9. 3 cộng 5 bằng 8. 9 cộng 8 bằng 17. Đó là cách cộng để tính số ở trên. Còn trường hợp đối với trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Chúng ta sẽ vận dụng mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để chúng ta tính. Cô ví dụ chỗ này các em chưa biết số mấy thì 8 và 5. Thì em chỉ việc lấy 8 trừ 5 sẽ có 3. Đó. Vậy tương tự cách làm này, các em áp dụng vào làm hai phần màu trắng và phần màu xanh cho cô nhé. Các em bắt đầu nào. Xong chưa các em? Rồi. Các em nhìn lên màn hình, nhìn cô làm và các em xem thử mình làm có đúng với cô không nhé. Lấy 5 cộng 2 bằng 7, 2 cộng 6 bằng 8, 7 cộng 8 bằng 10, 15. Như vậy các em đã thực hiện phép tính cộng hai số dưới để được số ở trên. Còn trong trường hợp dấu chấm hỏi nằm ở đây, trong phần màu xanh này. Bây giờ nè, 13 và 7. Muốn tìm số chỗ này thì các em nghĩ xem mấy cộng 7 để bằng 13. Để tìm được số thay thế vào dấu chấm hỏi này, các em lấy 13 trừ 7 bằng 6. Rồi tương tự, để tìm số thay thế vào dấu chấm hỏi này thì các em lấy 19 trừ 13 bằng cách lấy 9 trừ 3 bằng 6. 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy 19 trừ 13 bằng 6. Rồi dấu chấm hỏi cuối cùng ta lấy 6 trừ 6 bằng bằng 0. Rồi chúng ta tiếp tục sang bài tập số 6. Bài tập số 6 cũng yêu cầu các em điền số vào dấu chấm hỏi trên mỗi ô vuông dưới mỗi ngôi nhà. Với điều kiện ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 15. Đều có tổng là 15. Đây, ba ngôi nhà màu đỏ, màu xanh và màu vàng còn thiếu số thay thế vào chỗ dấu chấm hỏi này. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em. Bây giờ xét cột dọc này xem thử tổng của nó bằng 15 chưa? Yêu cầu tổng của cột dọc hoặc là hàng ngang đều phải bằng 15. Bây giờ ta lấy 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 5 là bằng 10, 15.
Như vậy cột dọc này đã đúng. Ta tiếp tục tính cột ngang này bằng cách là lấy 2 cộng 9 bằng 11. Như vậy mà người ta yêu cầu là tổng của nó phải bằng 15, như vậy thiếu mấy nữa? Muốn tính số chỗ này, ta lấy 15 trừ 11 sẽ bằng 4. Chúng ta sẽ kiểm tra lại xem có đúng chưa? Bằng cách lấy 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 10, 15. Như vậy cột dọc này cũng đúng bằng 15. Tương tự cách làm này, các em sẽ tính để tìm số thay thế vào những dấu chấm hỏi còn thiếu trong 2 ngôi nhà còn lại cho cô nhé. Các em bắt đầu nào. À, xong chưa các em? Bây giờ các em nhìn lên màn hình cho cô. Hàng ngang này chúng ta không thể tính được bởi vì có tới 2 dấu chấm hỏi và chỉ có một số thôi. Chúng ta không có thể tính được. Bây giờ chúng ta xét tiếp lấy 7 cộng 7 bằng 14 ở cột dọc này. Mà điều kiện là tổng của cột dọc này phải bằng 15. Như vậy ta lấy 15 trừ 14 bằng 1. Bây giờ chúng ta dễ dàng tính được hàng cái dấu chấm hỏi. Hàng ngang này là bao nhiêu? Thì ta lấy 5 cộng 1 bằng 6. Ta lấy tổng 15 trừ 6 bằng 9. Tiếp tục lấy 7 cộng 3 bằng 10. Lấy 15 trừ 10 bằng 5. Lấy 3 cộng 1 bằng 4. Lấy 15 trừ 4 bằng 11. Lấy 1 cộng 8 bằng 9. Lấy 15 trừ 9 bằng 6. Bây giờ cột dọc này chúng ta có thể tính được không? À, rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cột ngang này tính trước. Lấy 0 cộng 8 bằng 8. Lấy tổng 15 trừ 8 bằng 7. Bây giờ chúng ta dễ dàng tính cột dọc. Cái dấu chấm hỏi này là bao nhiêu? Lấy 7 cộng 6 bằng 13. Lấy 15 trừ 13 bằng 2. Và cuối cùng lấy 4 cộng 8 bằng 12. Lấy 15 trừ 12 bằng 3. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được những số để thay thế vào dấu chấm hỏi trong 3 ngôi nhà này. Qua 2 bài tập số 5 và số 6, các em đã vận dụng được bảng trừ đã học, vận dụng được cách tính và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Chúng ta tiếp tục sang bài tập số 7. Bài tập số 7 này yêu cầu các em tìm con thuyền nào đậu sai bến. Như vậy muốn làm được bài này bằng cách các em nhìn xem hình vẽ. Bến này là bến số mấy đây các em? Bến số 5. Và dưới mỗi con thuyền A, B, C, D đều có phép tính tương ứng. Thì nhiệm vụ của các em phải tính kết quả của những phép tính này. Xem kết quả phép tính này có trùng khớp với cái số của cái bến này không? Là số 5. Nếu con thuyền nào trùng khớp là con thuyền đó đậu đúng. Con thuyền nào mà có kết quả phép tính sai với số 5 là con thuyền đã đậu sai. Bài tập này cô cho các em làm thông qua trò chơi là ai nhanh nhất thi đua nhau nhé. Bây giờ các em bắt đầu. Rồi, tiếng nhạc kết thúc. Bạn nào làm nhanh nhất cô có lời khen. Bây giờ các em nhìn lên bảng, cô kiểm tra lại xem nhé. 12 trừ 7 bằng 5. Như vậy các em thấy con thuyền A này đậu đúng hay đậu sai các em? Bến số 5 mà kết quả phép tính dưới con thuyền A là 5. Như vậy con thuyền A này đậu đúng bến. Con thuyền B 14 trừ 9 bằng 5. Như vậy con thuyền B cũng đậu đúng bến. Con thuyền C này có phép tính là 11 trừ 6. 11 trừ 6 bằng 5. Như vậy con thuyền C này đậu đúng bến. Bây giờ con thuyền D này xem có đậu đúng hay là sai nhé. 13 trừ 7 thì bằng 6. Như vậy 6 không trùng với số 5. Như vậy con thuyền D này đã đậu sai bến. Em nào đã tìm ra được kết quả giống cô có lời tuyên dương nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang luyện tập ở bài số 8. Bài số 8 này là so sánh lớn, bé, bằng. Nhiệm vụ các em phải tính được
các vế trong mỗi bài toán rồi so sánh kết quả với nhau và chọn dấu điền vào thay thế dấu chấm hỏi cho phù hợp. Bây giờ các em bắt đầu làm bài nào. Rồi các em xong chưa? Bây giờ nhìn lên màn hình cô hướng dẫn nào. Ta lấy 9 cộng 2 bằng 11, 9 cộng 3 bằng 12, như vậy 11 bé hơn 12, ta chọn dấu bé hơn. 3 cộng 7 bằng 10, 17 trừ 7 bằng 10, như vậy 10 bằng 10, ta chọn dấu bằng. 11 trừ 2 bằng 9, 11 trừ 3 bằng 8, như vậy 9 lớn hơn 8, ta chọn dấu lớn, lớn hơn. 15 trừ 10 bằng 5, 15 trừ 9 bằng 6, như vậy 5 bé hơn 6, ta chọn dấu bé hơn. Đó. Em nào đã hoàn thành bài và so sánh đúng như vậy, cô có lời khen. Tuy nhiên, ngoài cách so sánh này, cô sẽ bày thêm cho các em một cách so sánh nữa. Nếu các em nào áp dụng được thì áp dụng, còn không áp dụng được thì thôi, các em áp dụng cách thông thường như thế này. Ví dụ trong trường hợp bài toán này, hai phép tính đều là phép cộng, có cặp số hạng đứng trước đều bằng 9, thì ta so sánh với nhau xong rồi, ta so sánh tiếp cặp số hạng thứ hai. Đó, lấy 2 so sánh với 3, 2 bé hơn 3, ta kết luận phép tính 9 cộng 2 sẽ bé hơn phép tính 9 cộng 3. Đó là cách so sánh thứ hai. Còn đối với phép trừ này, hai phép tính đều là phép trừ, có hai số bị trừ giống nhau này, ta so sánh xong hai số bị trừ giống nhau, ta tiếp tục so sánh ở số trừ. 2 bé hơn 3 thì ta kết luận phép trừ 11 trừ 2 lớn hơn 11 trừ 3. Đó là cách so sánh thứ hai. Các em thấy như vậy là phép trừ nào, hai phép trừ mà có số bị trừ bằng nhau, nếu phép trừ nào có số trừ bé hơn thì phép trừ đó sẽ lớn hơn. Đó là cách so sánh thứ hai. Nếu em nào có thể áp dụng được, nhớ thì làm, còn không nhớ thì các em áp dụng cách thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 9. Tính để tìm ghế cho bạn. Rồi bây giờ các em quan sát hình ảnh nè. Có 4 cái ghế, trên mỗi cái lưng ghế có đánh số là 4, 6, 8, 10. Và có 4 bạn, cô đặt tên là Hùng, Lan, Nam, Mai. Trên tay mỗi bạn đều có bảng con và trên bảng con có một phép tính. Nhiệm vụ các em tính kết quả của một phép tính đó, sau đó xem thử kết quả đó có trùng hợp với ghế nào thì em tìm ghế cho bạn đó. Em bắt đầu làm bài này cho cô nhé. Xong chưa các em? Bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình cho cô nè. Bây giờ cô tính của bạn Hùng trước. 13 trừ 5 bằng 8. Bây giờ đến bạn Lan. 13 trừ 3 bằng 10. Bạn Nam 13 trừ 7 bằng 6. Và bạn Mai 13 trừ 9 thì bằng 4. Bây giờ các em nhìn kết quả của 4 bạn này. Xem thử bạn Hùng khớp với, xứng đáng ngồi vào ghế nào. Bạn Hùng xứng đáng ngồi ghế số 8. Bạn Lan xứng đáng ngồi vào ghế số 10. Bạn Nam ngồi vào ghế số 6. Và bạn Mai ngồi vào ghế số 4. Bây giờ chúng ta mời 4 bạn này về ngồi đúng ghế của mình nào. Đó, em nào làm đúng như vậy, cô có lời tuyên dương. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang phần thử thách. Rồi các em quan sát nè, hình phía sau rộ lên có bao nhiêu cái cúc áo. Các em suy nghĩ bài này, suy nghĩ nè. Tìm cho cô phía sau rộ lên có bao nhiêu cúc áo. Các em bắt đầu suy nghĩ và tìm cho cô nhé.
Rồi, bây giờ các em nhìn lên màn hình đây. Bây giờ chúng ta nhìn nè. Dưới cái hình thứ nhất, chúng ta đếm xem có bao nhiêu cái cúc áo nha. À, chúng ta bắt đầu đếm nè. 4 nè, 8 nè, 12 nè, 16 và 3 nữa là 19. Như vậy hình thứ nhất có 19 cái cúc áo. Hình thứ hai này, hình thứ hai này thua hình thứ nhất một hàng này. Như vậy hình thứ hai này có tất cả là 15 cúc áo. Hình thứ ba này thua hình thứ nhất một hàng nữa. Như vậy hình thứ ba này còn lại 11 cúc áo. Em thấy nè, từ hình thứ nhất sang hình thứ hai thì mất đi 4 cúc áo, 19 trừ 4 bằng 5. Từ hình thứ hai sang hình thứ ba này mất đi 4 cái cúc áo nữa, như vậy còn là 11 cúc áo. Thì dựa trên quy luật đếm bớt 4 thì chúng ta dễ dàng tìm hình phía sau rổ len này có bao nhiêu cúc áo các em. À, ta tương tự ta lấy 11 trừ 4 thì ta sẽ tìm ra được bằng 7. Và thử xem có đúng là 7 hay không thì ta cũng thực hiện quy luật đó, ta lấy 7 trừ 4. À, như vậy bằng 3, hình cuối cùng có 3 cúc áo, như vậy là đúng. Ngoài cách này ra, cô sẽ hướng dẫn em cách tính khác. Bây giờ các em nhìn nè, ở hình thứ 3 này có 11 cúc áo. Sang hình thứ 2 lại 15, như vậy hình thứ 2 này hơn hình thứ 3 này 4 cúc áo, như vậy ta phải lấy 11 cộng 4 là bằng 10, 15. Rồi 15 cộng 4 mới bằng 19. Như vậy đây là các em dựa vào quy luật đếm thêm 4 thì các em lấy 3, các em thêm 4 vào, 3 cộng 4 cũng sẽ bằng 7. Như vậy trong bài toán này chúng ta có hai cách tính. Rồi, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện tập những bài tập từ bài tập 1 đến bài tập thực hành, thì các em thấy thử thách là các em đã vận dụng được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ và ôn lại bảng trừ một lần nữa. Thì sau tiết học này các em làm lại các bài tập trong vở bài tập toán trang 66, 67 tập 1 và ôn lại các bảng trừ đã học. Chuẩn bị bài tiết sau em giải bài toán. Tiết học đến đây đã hết. Cô tạm biệt và hẹn.